Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Momo88.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhờ mini game trả thưởng cực cao, đường link được ghi dưới phần mô tả nha. Hey, chào mừng 500 anh em đã đến với chuyên mục Bookfest của mình. Vậy là chúng ta đã có cái thông tin bảo trì cập nhật của ngày 24 tháng 2. Đó là thêm võ sĩ mới Robert, thêm skin mở tứ môn, mở kế thừa kỹ năng của Duolon 13. Thêm võ sĩ viện trợ, cùng với đó là update gói pass võ sĩ của thám hiểm nét tháng 3. Vậy là cái điều mà chúng ta đã mong chờ cũng như mình dự đoán, đó là sự xuất hiện của Robert 14. Và nó sẽ có một bộ kỹ năng như thế nào? Theo mình nghĩ thì chắc là cũng giống như kiểu bư dự đoán thôi. Đó là nó sẽ khả năng cao, nó sẽ kỹ năng của Robert 14 nó sẽ bê nguyên từ bên xe một QQ về, hoặc là nó sẽ không thay đổi quá nhiều, mà đâu đó nó sẽ rơi tầm khoảng 90-99%, nó sẽ như vậy. Nó giống y hệt như con Maxima lần trước, cũng là một võ sĩ vệ cover rất tốt ở bên xe một QQ, mà nó bê về GIV cũng không khác gì, không khác là mấy đâu anh ạ. Thì khả năng Robert cũng như vậy. Lúc đấy chúng ta sẽ có một cái combo combo cực kỳ đáng mong chờ trong khoảng thời gian sắp tới, đó chính là gì nhở, combo của những thanh niên đến từ thế hệ đời thứ 14, Robert 14 và Iori thập tứ ca 14. Đấy, đây sẽ là combo rất đáng để các bạn mong chờ trong khoảng thời gian sắp tới đấy, đúng không? Và chúng ta cùng chờ đợi bản cập nhật sau ngày 24 tháng 2, đúng không? Bản cập nhật ngày hôm nay để chúng ta có thể biết được thật sự là Robert 14 ở bên server GIB này nó sẽ trông như thế nào và nó sẽ như thế nào, bộ kỹ năng của nó như thế nào, và liệu rằng nó sẽ có phù hợp với server GIB, phù hợp với cái meta bên này hay không nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một clip, đúng không, xin nhỏ nó thể hiện được cái combo combo này, một clip rất đáng xem đến từ server QQ. Oh my.
行くね。
I'm like,
Just sing with you.